vẫn là con xe mi là tầng đầu tiên là quan trọng nhất. Đi về ô lăng rồi tiếp theo là cái tầng là con chính xác. Bây giờ nó tập hợp lại chính xác nam và chính xác bắc, cả bắc và nam, bắc và nam. Còn tập trung vào là con này nên gọi bây giờ chắc bây giờ nào ăn mở sửa này đúng không, có thể đã ăn mở 5 năm, ăn mở 6 năm, và ăn mở ngày bm 5 năm và bm 6 năm. Chúng ta gặp bàn giờ thì nó sẽ là bm nó sẽ là ăn mở và cuối cùng thì sẽ là io. Nhưng mà nguyên lý cấu tạo thì nó vẫn dựa trên là chúng ta nhìn thấy là bốn tầng, nó chỉ tập hợp hai con chip xét vào thành một bắc một. Còn thì lúc đấy thì bây giờ những cái con chip xét này bây giờ nó sẽ quản lý chung tất cả mọi thứ ở trên bên, nên là nó sẽ rất là hay lỗi. Thì tức là những cái máy đời cao hiện tại của mình thì khả năng chụp chặt lớn hơn máy đời cũ rất là cao hơn, tại vì là một con chip xét nó sẽ quản lý tất cả các mạch ruột, nó không chia ra như cái đời bên bốn hoặc con luôn. Nó có thể tách được một RAM hay là gì, nhưng mà bây giờ phải cầm RAM xin. Nhưng mà như mình có kiểm tra mạnh RAM mà được biết mà tại vì tất cả các chỗ nó ăn hết vào con này. Nhưng mà tác dụng nó là giảm cái diện tích, làm giảm diện tích này, rồi nó có tiết kiệm chi phí. Nên bây giờ em thấy là các máy đời cao thì nó rẻ, đa số là rẻ. Thực ra thì đấy là do xu thế công nghệ thôi, càng khi mà xu thế công nghệ nó phát triển, nó sẽ càng nghiên cứu sâu hơn, nó cũng làm càng giảm diện tích thì nó lại tăng được một số cái khác hơn. Như em thấy nó là giảm diện tích thứ hai, bên bò sẽ bé hơn, bé hơn thì có thể bằng cái máy của em, nó sẽ bé hơn, nó sẽ bé hơn. Nhưng mà mày cái chỉ là gộp vào, chưa phân ra hai rồi là khi mình nhận một cái máy vào, điều đầu tiên là mình